Hey, xin chào mọi người nha à, Lâu lắm rồi mới làm video Thì nếu mà bạn nào có theo dõi mình ở trên cái group Unity 3D ấy, thì mình cũng đã có đăng cái demo của cái con game này lên trên đó rồi Thì hôm nay thì mình sẽ nói về cái phần đó là Design Document Thì cái phần này thì chúng ta sẽ phải làm đầu tiên khi mà chúng ta à, Deep game ha, bắt đầu cái quá trình Deep một con game Thì à, chia sẻ với các bạn đó là ngày trước ấy, thì mình mới bắt đầu làm cái con game đầu tiên ấy thì mình cũng mất khoảng à, 6 tháng, 6 tháng để có thể là finish xong cái con game đầu tiên này và có nghĩa là mình deep tự theo cái ý tưởng của mình và à, tự mình deep thôi đó chứ mình không xem cái hướng dẫn ở trên mạng hay là các cái tutorial đó là mình mất 6 tháng thì cái con game này thì mình cũng có lên cái ý tưởng ở trên À, cái store có một cái con game Stickman nó cũng kiểu như này à, sau đó thì mình biến tấu đi những cái nó khác đi nữa đó nhưng mà trong cái quá trình deep thì mình không có viết document đó trong cái quá trình deep là mình chỉ có lao vào mình deep thôi chứ mình không có biết lách like gì không có chuẩn bị trước cái gì cả thì như mình thấy là nếu mà mình làm theo cách này thời gian nó sẽ rất là lâu đó cứ đi cái thì mình dip xong cái này thì mình lại phải vào đó và mình phải nghĩ xem là mình dip tiếp cái gì rồi là những cái gì xảy ra tiếp theo khi mà mình không có viết một cái bản à, uh, document trước đó đó thì nó sẽ rất là tốn thời gian nhưng mà nếu như mà chúng ta có một cái bản design document trước rồi dù là chúng ta có clone hay là chúng ta có tự dip theo ý tưởng như thế nào thì chúng ta có cái thằng này nó vẫn là giúp chúng ta tiết kiệm thời gian hơn. Tại vì khi mà chúng ta nhìn vào đây ấy thì chúng ta có một cái sự định hướng đó, nó như là một cái tấm bản đồ ở trong game ấy, giúp chúng ta định hướng là chúng ta sẽ đíp phần nào trước, phần nào sau và trong game của chúng ta có những cái gì đó và chúng ta nhìn vào đây thì chúng ta sẽ dễ dàng deep hơn, chúng ta sẽ deep dần dần từ những cái tính năng dễ cho tới những cái tính năng khó đó. Nó như là một cái tấm bản đồ định hướng cho chúng ta. Rất là hay. Và các bạn mới ý, thì mình khuyên là nếu mà deep ấy thì chúng ta tập trung chúng ta kiếm những cái bộ kit những cái bộ kit để deep. Tại sao chúng ta lại phải kiếm những cái bộ kit này là tại vì là những cái bộ kit này khi mà chúng ta nhìn vào những cái bộ kit này nó rất là trực quan ha nó rất là trực quan thì chúng ta sẽ có thể là hình dung được cái game của chúng ta chơi như thế nào đó rồi là khi mà làm xong thì nó sẽ ra sao từ đó là chúng ta có một cái cái nhìn tổng quan nhất và chúng ta có thể là, là deep nó dễ hơn ờ, chúng ta cũng có thể là cờ lên những cái game ở trên store nhưng mà những cái game ở trên store ấy, nó rất là phức tạp nó phức tạp lắm tại vì là khi mà chúng ta nhìn vào những cái game đấy thì nó có khá là nhiều tính năng ha đó thì khi mà chúng ta lấy những cái bộ kit đơn giản này thì chúng ta sẽ có được một cái game play rồi là một cái hệ thống đơn giản đó từ đó chúng ta sẽ deep dần dần để mà chúng ta học deep những cái tính năng ở trong cái game đó chẳng hạn như là khi mà chúng ta nhìn vào cái bộ kit này chẳng hạn chúng ta thấy ngay được là cái game play của chúng ta như thế nào rồi đó chúng ta gộp súng này và chúng ta sẽ ngăn chặn những cái con enemy di chuyển từ trên xuống đó chúng ta nhìn thấy ngay đó chúng ta không nhất thiết là chúng ta phải mua cái bộ kit này nhưng mà chúng ta tìm những cái bộ kit để mà chúng ta lấy những cái ý tưởng về chúng ta deep lên cái con game của chúng ta đó tại vì khi mà chúng ta mới thì nó có một cái giới hạn đó là giới hạn về cái kinh nghiệm đó chúng ta muốn làm cái tính năng này nhưng mà chúng ta lại chưa biết làm chúng ta muốn làm cái tính năng kia nhưng mà chúng ta lại chưa biết làm tính năng kia đó do vậy là chúng ta sẽ phải deep từ từ deep từ từ deep từ, từ, từ những cái con game nó đơn giản nhất tính năng đơn giản nhất đó sau đó chúng ta sẽ deep lớn dần lên chúng ta học được nhiều tính năng hơn thì chúng ta sẽ có thể là áp dụng vào deep những cái con to hơn và nó có nhiều tính năng hơn ở đây ví dụ như là chúng ta thấy là cái thằng design document này thì cái game play ở bên trên thì chúng ta sẽ không nói rồi đó còn những cái thằng ở bên dưới này này đó ví dụ như là cái thằng gun system cái thằng gộp súng này nếu như mà chúng ta chưa deep cái thằng gộp này bao giờ thì chúng ta sẽ rất là khó để mà chúng ta có thể là deep vào trong con game thì chúng ta sẽ phải học deep cái tính năng gộp súng này trước đó và tiếp tục những cái tính năng sau ví dụ chúng ta chưa deep cái thằng nâng cấp súng bao giờ à, chưa deep cái thằng à, hệ thống uh, skill các thứ bao giờ thì sẽ rất là khó khi mà chúng ta nhảy vào chúng ta deep một cái con game ngay lập tức nó có những cái hệ thống đó đó thì chúng ta sẽ phải học deep những cái hệ thống đó dần dần khi mà chúng ta deep cái hệ thống đó ok rồi, ổn rồi, biết deep những hệ thống đó như thế nào rồi Thì chúng ta sẽ bắt đầu áp dụng vào để deep những cái con game tiếp theo Chẳng hạn như trong cái con game mình deep Sau khi mà mình học xong căn bản Unity Thì mình cũng có deep những cái tính năng, ví dụ như là skill các thứ rồi Rồi là nâng cấp các thứ rồi, đó thì là khi mà mình chuyển sang mình deep cái con game này thì mình đã biết những cái tính năng đó rồi cho nên là mình deep khá là nhanh đó đây cái tính năng à, nâng cấp đây ngày trước mình đã deep rồi nhưng mà ngày trước thì mình deep nó khá là đẻo đó à, mới học ra mà đó deep nó đẻo nhưng mà càng ngày thì à, mình deep thì nó sẽ ok hơn và nó sẽ chất lượng hơn đó đây ở trong đây mình mình sẽ có những cái thành phần đó đây à, nâng cấp các kiểu này à, một cái nữa là chúng ta xem những cái ý tưởng của những cái bộ git này nhưng mà chúng ta không có thể là lấy hoàn toàn những cái ý tưởng ở trong đó ha ở đây thì như bạn thấy là cái giao diện ở đây nó khác này nó có những cái tính năng khác này nhưng mà khi mà mình làm ấy thì mình sẽ bỏ đây mình sẽ bỏ và mình sẽ thêm thắt những cái tính năng khác vào chẳng hạn như là chỗ này nó nó chỉ có thế này thôi nhưng mà mình um, dựa vào cái kinh nghiệm deep của mình để mà mình uh, deep nó khác đi đó ý tưởng nó khác đi đấy ở chỗ này nó khác hoàn toàn ha rồi là cái game play nó cũng khác game play thì nó có bổ trợ nhiều hơn là cái bộ git kia trong này mình bổ trợ thêm cái hệ thống extend feature tức là những cái tính năng mở rộng đó còn bộ kit kia thì không có tiếp tục những cái tính năng khác đó nhưng mà dựa vào những cái bộ kit đó thì chúng ta có thể là dễ dàng hình dung hơn đó đó là À, cái cách để mà những cái bạn mới mà tiếp cận à, với cái việc là chúng ta làm thành một cái con game nếu như mà các bạn loay hoay mà không biết là làm những cái tính năng này ra sao những cái tính năng kia như thế nào ấy thì cũng đừng có nản ha tại vì kinh nghiệm của mình còn ít mình mới học thì mình không thể nào mà mình làm được như một người đã có kinh nghiệm rất là lâu rồi do vậy là chúng ta sẽ phải là trau dồi thêm phải là rèn luyện thêm nếu mà chúng ta không biết tính năng nào thì chúng ta đi làm đọc một cái tính năng đó thôi để mà chúng ta hiểu về cái tính năng đó. Sau đó thì chúng ta sẽ áp dụng cái tính năng đó vào làm đưa nó vào một cái con game thực tế để mà chúng ta làm. Cứ tiếp tục cái quá trình đó lặp đi lặp lại như thế những cái tính năng mới thì sau một thời gian chúng ta có đủ kinh nghiệm rồi thì chúng ta sẽ có thể làm làm một cái con game có nhiều tính năng kết hợp với nhau ha. Và cái design doc của mình này chúng ta cũng không có là quá là gọi là cầu kỳ gọi là nó 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 thế nào nhỉ gọi là chúng ta quá là à, quan trọng hóa nó mà cái design doc của mình này nó như là một cái gọi là cái hướng dẫn ấy, cái tấm bản đồ hướng dẫn cho chúng ta là trong game của chúng ta nó như thế nào lối chơi ra làm sao và có những cái tính năng gì chúng ta cũng chi tiết vừa phải trong cái thằng design document thôi chúng ta đừng chi tiết cụ thể cụ tỉ quá mà bị xa đà vào cái việc là làm design document nó sẽ lâu cái quá trình deep và làm chúng ta mất hứng deep luôn đó tại vì làm design document lâu quá <laughs> thì là cái deep mất hứng luôn tại vì làm mệt rồi design document đã mệt rồi thì không có hứng mà vào mà deep nữa đó um. Với lại là cái thằng design document này thì đôi khi là ở trong một cái team hay là trong một cái công ty thì nó do một cái bên khác làm đó là bên design về game chứ không phải là deep ha. Đó. Deep chúng ta sử dụng cái thằng design document này nó ở mức cơ bản để mà chúng ta định hướng những cái tính năng và chúng ta deep cho chúng ta thôi tại vì chúng ta đang ở trong cái quá trình học hỏi hoặc là đang tự làm một mình còn nếu như mà chúng ta ở trong công ty hay ở trong một team thì chúng ta sẽ phải tuân theo cái quy luật hay là cái quy tắc của cái team hay là công ty đó thì chúng ta sẽ không nói ha Ok, mình sẽ làm những cái video tiếp nữa về cái con game này Cái con game mình mới deep xong này thì nó có khá là nhiều tính năng mình nghĩ là các cái bạn mới sẽ có thể cần và cái con game này mình deep ở trong tổng cái thời gian đó là hơn một tháng một chút đó mình làm từ lâu lâu xong mình quay lại xong mình tiếp tục làm tiếp đó khoảng hơn một tháng để xong cái con game này Ok hy vọng là các bạn học được cái gì đó ở trong cái video này video này khá là dài rồi hãy like share video để mà ủng hộ cho mình đó, mình có thêm động lực để tiếp tục ra những cái video tiếp theo chia sẻ nhiều hơn đến với các bạn ha. Bye bye.